hướng dẫn làm thủ tục visa Đan Mạch cùng lữ hành Việt Nam. Đan Mạch, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, các thành phố cổ kính thực sự là điểm đến trong mơ cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng và phong cách sống bền vững. Nếu bạn đang ấp ủ giấc mơ đặt chân đến quốc gia xinh đẹp này, hãy cùng lữ hành Việt Nam tìm hiểu chi tiết về thủ tục làm visa Đan Mạch nhé. Thời gian xét duyệt hồ sơ visa Đan Mạch là khoảng 15 ngày, và thời gian cao điểm có thể kéo dài thêm 3-5 ngày. Để tham khảo thông tin chi tiết về dịch vụ đăng ký visa Đan Mạch trọn gói, quý khách vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Hồ sơ xin visa Đan Mạch bao gồm: hồ sơ chứng minh nhân thân, hộ chiếu bản gốc và hộ chiếu bản photo tất cả các trang có nội dung được công chứng. Hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng và còn tối thiểu 2 trang trống để dán visa. Hai tấm ảnh có kích thước 35x45mm, nền trắng sáng. Căn cước công dân, chứng minh thư, sổ hộ khẩu photo có công chứng. Các giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của bản thân như giấy xác nhận độc thân, giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận ly hôn của tòa án, hồ sơ chứng minh công việc dành cho chủ doanh nghiệp, giấy tờ đăng ký kinh doanh của công ty, bản sao kê tài chính công ty trong 3 tháng gần nhất, biên lai nộp thuế tối thiểu 3 tháng gần nhất. Dành cho nhân viên, cán bộ công chức, đơn xin nghỉ phép được cấp trên phê duyệt, thẻ nhân viên, quyết định bổ nhiệm. Dành cho học sinh, sinh viên, giấy xác nhận đang là học sinh, sinh viên tại trường. Dành cho người nghỉ hưu, sổ hưu trí. Hồ sơ chứng minh tài chính, bản sao kê tài khoản ngân hàng có ít nhất 5.000 đô la Mỹ, giấy tờ chứng minh sở hữu nhà, đất như sổ đỏ, sổ hồng, một số giấy tờ quan trọng và cần thiết khác cần có: visa du lịch Đan Mạch, bảo hiểm du lịch quốc tế, vé máy bay khứ hồi, xác nhận đặt phòng khách sạn, lịch trình chi tiết từng ngày của bạn ở Đan Mạch, visa công tác Đan Mạch, thư mời tham dự các sự kiện, chương trình, hội thảo tại công ty Đan Mạch, giấy phép hoạt động của công ty ở Đan Mạch, visa thăm thân Đan Mạch, thư bảo lãnh của người thân, thẻ cư trú. Đến với lữ hành Việt Nam, quý khách sẽ được tư vấn kỹ lưỡng và cá nhân hóa nhằm tối ưu hồ sơ xin visa Đan Mạch. Với kinh nghiệm lâu năm và tỷ lệ thành công đến 99%, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ trọn gói, hỗ trợ đặc lịch với đại sứ quán, giao nhận visa tận nhà và dịch thuật công chứng, giúp quý khách tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của chúng tôi để nhận hỗ trợ tốt nhất cho dịch vụ visa Đan Mạch từ lữ hành Việt Nam. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc. Chúc bạn và gia đình có một chuyến đi Đan Mạch suôn sẻ, tràn đầy may mắn và niềm vui.